Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tạp chí văn hóa xã hội của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị, để đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, lực lượng dự bị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, là nơi để các em hình thành và phát triển nhân cách, không ai khác chính là đội ngũ giáo viên, tổng phụ trách đội, những người thầy mang khăn quàng đỏ, luôn năng động, sáng tạo, nhiệt huyết với nghề. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành ngữ văn trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai năm 2000, Nguyễn Hữu Lộc về giảng dạy tại trường Trung học cơ sở Đại Phước, huyện Nhân Trạch. Năm 2005, anh được chuyển công tác về trường Trung học cơ sở Phước Thiền. Và đây cũng là thời điểm Hữu Lộc chuyển sang làm giáo viên tổng phụ trách đội. Với vai trò mới này, ban đầu anh cũng gặp không ít khó khăn. Song với tâm niệm là phải luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, cho dù ở cương vị nào, phải luôn cố gắng vượt qua, và cuối cùng Hữu Lộc cũng đã thành công. Anh luôn nhận được niềm tin yêu của đồng nghiệp, đặc biệt là từ các em học sinh. Em đã biết thầy vào từ năm lớp 6 và năm nay là năm thứ 3 mà em làm việc với thầy. Thì đối với cảm nhận của em thì thầy là một người rất là nghiêm túc trong công việc, nhưng thầy hòa đồng với học sinh. Thầy luôn góp phần vào thay đổi của nhà trường để làm cho nhà trường có những cái mới hơn và giúp cho nhà trường ngày càng tiến bộ hơn và phát triển hơn. Thầy Lộc là một người thầy hòa đồng và rất là tốt bụng. Thầy luôn thích giúp đỡ mọi người và luôn sáng tạo trong công việc và làm cho ngôi trường ngày một hoàn thiện hơn. Em khi mà nói chuyện với thầy thì rất là thoải mái và rất là vui vẻ. Em học được ở tính cách của thầy một điều, đó chính là sự kiên trì. Thầy luôn kiên trì trong công việc của thầy. Mặc dù công việc của thầy rất là khó khăn, nhưng mà thầy luôn cả kiên trì trong mọi công việc. Ban chỉ huy liên đội luôn được anh chỉ bảo tận tình, hướng dẫn các kỹ năng hoạt động đến các thành viên, tạo không khí sôi nổi nhằm thu hút các em tham gia ngày một nhiều hơn. Hàng tuần, trong giờ chào cờ, liên đội đều tổ chức kể chuyện Bác Hồ. Cuối tuần, tổ chức sinh hoạt đội. Thầy Lộc là thường xuyên là vận động các cái mạnh thường quân, cũng như là hỗ trợ mẹ học sinh, hỗ trợ. Rồi bên đội đầu năm là năm nào đội cũng có cái chương trình là giúp học sinh vượt khó, cho các em là cứ được hưởng các cái ví dụ như cây mùa xuân, cũng như là cái vượt khó, rồi tặng những cái phần quà mà trợ cấp cho các em để các em được học tốt. Cụ thể, trong những năm qua, Hữu Lộc thường xuyên vận động các mạnh thường quân đồng hành cùng học sinh nghèo vượt khó qua các hoạt động hỗ trợ xe đạp và tiền trợ cấp hàng tháng 300.000 đồng, để các em có thêm một phần kinh phí để trang trải việc học tập. Ngoài ra, các hoạt động xã hội từ thiện như vòng tay bè bạn, nuôi heo đất, quỹ thiếu nhi nghèo vượt khó, vận động các em học sinh ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật cũng luôn được anh quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Với những cách nghĩ và cách làm sáng tạo, thiết thực, trong suốt 15 năm qua, anh đã trở nên gần gũi, là niềm tin, nơi chia sẻ của các em học sinh. Chính điều này đã giúp Hữu Lộc hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và tô thắm thêm cho sự nghiệp giáo dục của liên đội Trung học cơ sở Phước Thiền nói riêng và huyện Nhân Trạch nói chung. Thầy cũng có thâm niên gần 20 năm trong công tác nghề, thì bản thân thầy luôn nhiệt huyết và tận tâm với lại cái công tác phát triển đội của huyện nhà. Thầy đặc biệt là luôn có những sáng kiến mới trong công tác đội, luôn nhiệt tình giúp đỡ những giáo viên đầu trách, đó là ví dụ như là những giáo viên tổng phụ trách mới có những thắc mắc thì thầy luôn nhiệt tình chia sẻ. Tự học, học từ đồng nghiệp, học từ trong sách vở và đúc rút kinh nghiệm từ thực tế là cách mà anh Lộc đã làm để có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trong quá trình làm thì mình cũng luôn là học hỏi các anh chị đi trước, học hỏi kể cả các em học sinh mình cũng có học hỏi nữa, rồi tự trau dồi những kiến thức để mình làm tốt cái công tác đội của nhà trường và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà cấp trên giao. Với những đóng góp trong công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi, Hữu Lộc đã được các cấp các ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý như kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục, kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ,
bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh, phụ trách đội giỏi cấp tỉnh, danh hiệu phụ trách đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ, danh hiệu phụ trách đội tiêu biểu, danh hiệu cánh én hồng của tỉnh Đồng Nai. Và hiện nay anh là thành viên Hội đồng huấn luyện kỹ năng đội của tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến cậu học trò Phan Văn Bằng, hiện đang học lớp 9 năm trường Trung học cơ sở Long Thọ ở xã Long Thọ, huyện Nhân Trạch. Thầy cô và học sinh đều biết rất rõ bởi em là một tấm gương đội viên vượt khó, có nhiều nỗ lực trong học tập và trong cuộc sống. Em là tấm gương sáng để bạn bè học tập và rèn luyện. Là người dân tộc thiểu số, ba là người Nùng, mẹ là người Tây. Cách đây gần một năm, em Phan Văn Bằng và gia đình gồm 5 người đã rời tỉnh Cao Bằng vào Đồng Nai ở trọ tại ấp 2 xã Long Thọ, huyện Nhân Trạch. Tuy được chuyển về môi trường học tập mới, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Bằng đã thể hiện được khả năng của mình, được các thầy cô giáo yêu quý, bạn bè nể phục vì tinh thần học tập tích cực, hăng say, mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Cuộc sống mưu sinh cho nên hôm nay ba mẹ thì làm nơi này, mai thì làm nơi khác. Nên em, hai anh em phải ở đây và tự lo toan cho cuộc sống học tập của mình, tự nấu ăn, tự đi học. Thời gian đầu em Bằng mới tới đây á, thì em mới đi bộ tận 2,5 cây lận để đi học vì không có điều kiện đi mua xe đạp. Sau đó thì được một số người giúp đỡ và ba mẹ hỗ trợ một chút tiền nhỏ thì em ấy đã mua được một chiếc xe đạp để tới trường. Ở trường thì em ấy rất ngoan, hiền, hòa đồng với bạn bè, lực học thì rất tốt ạ. Vài tháng nay ba mẹ đi làm ăn xa, mẹ đưa em gái Út theo cùng. Vì vậy cả nhà giờ đây chỉ liên lạc nhau qua chiếc điện thoại. Hàng ngày sau giờ học ở trường về nhà, hai anh em phân chia nhau công việc. Cùng học ở trường Trung học cơ sở Long Thọ, em trai đang học lớp 7, Bằng học buổi sáng, còn em trai học buổi chiều. Ngày nào cũng vậy, sau khi tan trường, Bằng ghé chợ mua ít rau, ít thịt để về nấu bữa trưa cho hai anh em. Còn hôm nào mệt thì hai anh em tự ăn mì gói. Hàng tháng mẹ đều gửi tiền về để đóng tiền trọ, một tháng 900.000 đồng. Số tiền còn lại em phải tính toán sao cho hai anh em có đủ tiền ăn uống, chi tiêu trong vòng một tháng. Chính từ những khó khăn này, hai anh em trưởng thành và mạnh mẽ hơn, cũng như dần thích nghi với cuộc sống hiện tại, ở trọ và không có bà mẹ bên cạnh. Em luôn tự mình lo lắng, bảo vệ cho em trai và cho chính bản thân mình. Em Phan Văn Bằng là tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đặc biệt là trong cái hội thi thuyết trình về bảo vệ môi trường. Chi đội của em được đạt giải nhất, trong đó có sự đóng góp của em rất là nhiều. Có thể nói rằng là em Bằng là một trong những học sinh điển hình của cái học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Hoạt động của nhà trường em thấy bản thân mình tự tin hơn, hòa đồng với bạn bè. Và em sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng ba mẹ, thầy cô cũng như là bạn bè. Ở lớp, Bằng luôn nhận được nhiều lời khen từ thầy cô giáo và bạn bè đồng trang lứa. Đây cũng chính là động lực giúp em không nản lòng trước khó khăn. Thành tích 9 năm liền đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, học sinh giỏi là minh chứng cho sự nỗ lực vượt khó của Bằng. Em hăng hái tham gia các hoạt động do nhà trường phát động và tích cực tham gia đầy đủ các phong trào để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Ở trong lớp thì bạn bè cố gắng hết sức giúp đỡ bạn để bạn có thể vượt qua bản thân mình để học tập tốt. Và riêng em thì em sẽ cố gắng hết sức mình làm những gì có thể giúp cho bạn để bạn có thể hoàn thiện mình hơn. Trong mắt bạn bè đồng trang lứa, Bằng là tấm gương tiêu biểu cho những mảnh đời khó khăn. Với em, hoàn cảnh khó khăn không phải là rào cản mà là động lực thôi thúc em học tập và vươn lên trong cuộc sống. Quý vị và các bạn vừa xem xong chuyên đề văn hóa xã hội của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.